quan của khách du lịch khi đến với Cần Thơ. Du khách đến đất Tây Đô khó quên với tượng chợ cổ Cần Thơ bất kể ngày hay đêm, do sự thanh tịnh, ngoan nhã, uy nghi trầm mặc ngoài cổ rất lạ thường. Cư dân hàng trăm năm sinh sống tại đây quen gọi là chợ Hàng Dương hay chợ Lục Tỉnh, nằm trên đường Hai Bà Trưng cạnh bến Ninh Kiều. Chợ cổ Cần Thơ được xây dựng khoảng 1915, cùng thời với chợ Bến Hàm và chợ Đồng Khô, thành phố Hồ Chí Minh. Đây được xem là khu vực có các điểm đẹp nhất như là đồng sông Hải Long. Phim diễn được xây dựng trên vùng đất thiêng nơi ghi dấu những chiến công oai hùng của dân tộc trong kháng chiến cứu nước. Mảnh đất anh hùng tuyến phát triển du lịch thành phố Cần Thơ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Cần Thơ đang mời gọi đầu tư 8 dự án du lịch nhằm phát triển các loại hình du lịch đặc thù, bao gồm khu du lịch Cồn Sơn, khu du lịch sinh thái Cù Lao Tân Lộc, khu du lịch sinh thái Phong Điền, các hạng mục công trình kêu gọi xã hội hóa thuộc đề án bảo tồn và phát triển chợ nổi Cái Răng, khu du lịch sông Hậu, dự án. Thank you so much.